à tổng hợp ngữ pháp là nam học hết n nam rồi mà trong đầu chả có một chút nào cả sao lại có nhiều danh từ nhiều tính từ nhiều động từ thế nào thì tạ thế thế này này ui rồi ơi làm thế nào bây giờ đau hết cả đầu chắc hẳn các bạn đang có những nỗi trăn trở như vậy đúng không nào nhất là những cái bạn vừa học xong là năm sau vậy thì hôm nay clip này thầy sẽ tổng hợp hết tất cả những cái danh từ tính từ động từ cho các bạn để cái nỗi trăn trở của các bạn sẽ biến mất đi nó giải quyết vấn đề đó thế thì chúng ta có thể xem video này hoặc chúng ta có thể bấm play trước khi ngủ nghe giọng của thầy đúng không ôn lại bài tầm khoảng một hai tuần thôi chúng ta cứ nghe đi nghe lại thì chúng ta sẽ nhập hết vào đầu à là làm hóa ra nó chỉ đơn giản như thế này thôi không có gì nó khó khăn cả thế chứ nào vậy thì hôm nay chúng ta cùng nhau bắt đầu nhá À, n thì không có nhiều vấn đề đâu Chỉ có danh từ tính từ và động từ thôi Động từ thì nó có mấy phần như thế này eh, 1, 2, 4, 5 Ok nhỉ? Hay chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên đó là phần danh từ. Danh từ thì có những gì? Được chưa? Danh từ. Hay có mấy mẫu câu đơn giản như thế này chúng ta để ý nhá. Thứ nhất chúng ta này, desu này, desu ka và jarimasen. Thế nào? Thứ nhất, ở đây có trợ từ no nữa này, này, của này, đúng không? Ví dụ mẫu câu đầu tiên nhá. Kare wa watashi no tomodachi desu. Đúng không? Anh ấy là bạn của tôi. Được chưa? Watashi no. No là của đúng không nào? Ok, xong rồi nhá, đơn giản quá rồi đúng không? Chúng ta chuyển sang câu thứ hai này. À, phủ định đúng không? Kia sang wa America jin Anh nghĩa arimasen là gì? Không phải, đúng không? Không phải là arimasen. không phải là người Mỹ được chưa nào? Từ arimasen này chúng ta có thể viết ngắn hơn nó là janai, đúng không? Janai. Được chưa? Uh, America jin janai, được chưa? Hay là thay chữ dạ mình chữ đế ạ được. Đế ạ, được chưa? đều bạn này hoặc là đều bạn arimasen đều được hết được chưa america zin đều bạn này america zin arimasen america zin ra này america arimasen ok nào tiếp theo deska được chưa nào deska ừ à đây eki deska à đây là eki deska kia là nhà ga đơn giản quá rồi đúng không nào hay coi như phần danh từ nó gói gọn chỉ trong mấy cái phần này thôi nhá ok tuy nhiên chúng ta cần lưu ý đến một vài một vài nghi vấn từ ở đây. Ví dụ, đầu tiên, dare? Dare là ai đúng không nhỉ? Dare desu ka? Dare? Ai vậy đúng không? Donata là dạng lịch sự của dare đúng không? Vị nào đúng không? Donata desu ka? Donata desu ka? Ok chưa? Hay, tiếp theo, ikura. Ikura desu ka? Ikura? Ikura là bao nhiêu đúng không nào? Ikura là bao nhiêu? Tiếp theo, doko? Doko? Doko, 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 doko. Đâu 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 đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Tiếp theo Nan Nan desu ka Nan desu ka nào Nan desu ka Nan sử dụng như thế nào Nan thì các bạn nhớ cho mình là Nan desu được chưa Hay là Nan no Ví dụ Nan no hong desu ka Sách gì vậy Sách gì vậy Nan no hong desu ka Đúng không Nan no oh, Shinbun desu Báo gì vậy Được chưa nào NANI NANI thì khi mà xem mãi chúng ta xem mãi anime rồi đúng không người nhật hay nói là nani 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 cái gì thế cái gì thế khi mà nani desu ka thì không bao giờ có nhé chưa Khi mà chúng ta thể hiện tính lịch sự của nó sẽ là nan ka Còn nani thì đúng một mình thôi Nani 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 Đúng không? Hoặc trong bài 6 thì chúng ta sẽ có một từ là nani o tabemasu ka chẳng hạn đúng không? Ăn gì vậy đúng không? Thì sau nó là ố thì sẽ là nani thôi Ok vậy là chúng ta đã xong phần danh từ rồi đấy Đơn giản quá rồi không nào Chúng ta chuyển sang tính từ Tính từ thì có hai dạng cũng quá đơn giản đó là tính từ đuôi i và tính từ đuôi na phải không nào mình sẽ cho tính từ đuôi na trước này. Hay kare wa shinsetsu na hito desu. bình thường chúng ta để Na hito để sau nhé chúng ta giải quyết trước này. Kare wa shinsetsu desu. Tức là anh ấy rất là thân thiện, tốt bụng, đúng không? Anh ấy rất là thân thiện, tốt bụng. khi mà đằng sau nó là một danh từ thì nó là tính từ đuôi na thì chúng ta phải giữ nguyên na ở đây đúng không? Kare wa shinsetsu na hito desu. Anh ấy là một người thân thiện. Được nào? Hay phủ định của tính từ đuôi na sẽ là Jarimasen ja Tính từ đây là thì nó giống với danh từ đúng không nào Hay e, phủ định của nó sẽ là Jarimasen này Nếu bạn Arimasen Nếu bạn này Ok chưa Tiếp theo Tính từ đây này Hay Betonamu wa Atsui des Tức là Việt Nam Tức là nóng Đúng không Betonamu wa Atsui des Và Đứng sau nó là một danh từ Chẳng hạn đây Kuni Thì chúng ta vẫn giữ nguyên như thế Không có vấn đề gì cả Đúng không nào Hay Việt Nam ạ Đúng không? Việt Nam là một đất nước rất là nóng Là đất nước nóng Được chưa nào? hãy Và phủ định của tính từ đối y sẽ là gì nhỉ? Cự này Bỏ y đi đúng không? Sẽ là cự này Đúng không? Atsui kuni này này chúng ta thêm phần lịch sự thì chúng ta sẽ thêm lịch sự vào nhé. Hay atsuku nai chưa? Tiếp theo, khi để ghép gì nhỉ? kép hai tính từ lại với nhau thì chúng ta sẽ uh, có cách kép như thế nào? Ví dụ ví dụ đầu tiên, Kono kudamono wa oishikute yasui des, yasui des, tức là cái hoa quả này đúng không? Hoa quả này vừa rẻ vừa vừa rẻ vừa rẻ vừa ngon đây chưa nào? Đây là ngon này, đây là rẻ này, đây chưa nào? Hey. Thì khi mà có hai tính từ ngon và rẻ thì chúng ta sẽ chia một cái tính từ về dạng bỏ i đi, đúng không? Bỏ y đi cộng với kute Bỏ y đi cộng với oishi kute Đúng không? Nếu mà cho yasui nên chết thì chúng ta sẽ gọi là Yasu kute oishi desu Được nào? Vậy thì tính từ đây na thì như thế nào? Đúng không? Koko wa shizuka de để chứ nhỉ? Các bạn nhớ nhá Tính từ đôi na thì chúng ta sẽ bỏ na đi cộng với de Được chứ nhỉ? Shizuka de kirei desu Đúng không? Nơi đây đẹp và yên tĩnh Đúng không? Uh, có thể dịch là và hoặc là vừa được vừa đẹp vừa yên tĩnh hoặc là đẹp và yên tĩnh ok chưa hay đấy phần tính từ nó chỉ đơn giản như thế này thôi và chúng ta cần phải nhớ thêm uh, những cái từ như thế này đúng không nào hay bổ trợ zen, zen và amari am thì đi bên này đúng không zen zen này chẳng nóng gì cả đúng không amari Am atsuku này không nóng lắm đúng không nào hay là zen zen shinsetsu zanai Jani đúng không? không thân thiện một chút nào đúng không hay là amari mà đúng không không thân thiện lắm được chưa à, và chúng ta muốn nhấn mạnh là rất 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 gì đó hay là vãi hay là kinh khủng đúng không thì chúng ta sẽ thêm một tốt tế mộ mệt chạ và trồ đúng không tốt tế mộ atsui des mệt chạ atsui des tức là trồ atsui des kiểu là atsui des hôm nay nóng vãi được chưa nào hay, vậy là xong phần tính từ rồi bây giờ chúng ta chuyển sang phần Động từ, động từ thì chúng ta vào luôn phần động từ dạng thể thường nhá. Ok, có 5 phần. Được chưa nào? Chúng ta chuyển vào phần đầu tiên nó động từ thể thường. Thể thường thì như thế nào? Đây, ví dụ câu đầu tiên. Astake. Ngay đi không? cứ hay astake. Mai sẽ đi. Được chưa nào? Hay tiếp theo. Oyogu koto ga dekimasu. đây là Oyogu koto ga dekimasu. Tôi có thể bơi. Bơi được koto ga dekimas là gì nhỉ? Tôi có khả năng làm một điều gì đó đúng không? tôi có thể đọc được báo nhật đấy Nihon no shimbun o yomu koto ga dekimasu Đấy là có thể các bạn nhớ cho mình nhá Động từ dạng về được Cộng với lại koto ga dekimasu Được chưa? Tôi có thể làm được điều đó Và một mẫu câu tiếp theo đó là gì nhỉ? Về mai ni Trước khi gì đó Được chưa? Động từ dạng về được này Cộng với lại mai ni là trước khi làm gì đó Đúng không? <laughs> Nihon e kuru mai ni nihongo go benkyou shimashita tức là gì nhỉ ví dụ trong tình huống này là mình đang ở bên nhật đúng không mình sẽ nói là trước khi đến nhật thì tôi đã học tiếng nhật đúng không đem ra sử dụng ngay trước khi đến nhật thì tôi đã học tiếng nhật như nào hay là trước khi mua thì nhớ bảo với tôi nhé đấy chưa nhỉ cao mai ni oshiete kudasai đúng không trước khi mua thì nhớ bảo nhé cao mai ni oshiete kudasai các bạn nhớ nhá động từ nó không đứng ở cuối câu mà nó còn đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho cái danh từ đấy nó giống như lại tính từ tính từ tức là atsui <laughs> kuni này hay là shinsetsu na hito này đây như nào thì động từ chi chia dạng thường này thì nó đúng trước danh từ nó bổ nghĩa cho cái danh từ đấy chẳng hạn như à, mình muốn nói một câu như thế này nhá ok nhỉ hay mình nói câu đơn giản cô đây quá bus đây là xe buýt đúng không cái xe buýt đó thế nào thì đường trước nó này sẽ có này eh, ví dụ một cụ một cụ mệnh đề như thế này thấy chưa hay cứ cô ấy cứ cô ấy là tức là đi ra sân bay đúng không nào? đây là cái xe buýt đi ra sân bay. Cứ cô ấy đi bus Anh có thể đặt câu là gì nhỉ? Món ăn mẹ nấu rất là ngon. Okasan ga tsukuru ryori wa oishii desu. Món ăn mẹ nấu rất là ngon. Được chưa nào? Hãy cuối cùng là dạng gì đây? V được cộng với tố. Hễ hey, cái gì đó thì sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Được chưa nào? Tội chẳng hạn như thế này. Kono hen この辺ですね。この辺で cứ mùa đông đến là tuyết rơi. Về tố vệ tố các bạn nhớ nhá. Ok chưa? Vậy thì chúng ta chuyển sang vấn tiếp theo, động từ thể ます.食べ là ừ, ăn. ăn. Đấy, Vâng, em sẽ ăn, được chưa? Sẽ ăn. あと là ừ, tí nữa em sẽ ăn. Ato de 食べ Ato de Ok chưa? Yeah? Hay Tiếp theo Masho cả Khi mà rủ dây ai đó đúng không? Làm một điều gì đó Đúng không? Thì chúng ta sẽ có dạng cả, ka Masho ka Ikimasho cả Đi thôi nhỉ? Bên kêu shimasho ka Học thôi nhỉ? Đến siêu shimasho ka Luyện tập thôi nhé Hay Còn một dạng masho cả khác Đó là gì nhỉ? Giúp đỡ ai đó Được chưa? Ví dụ như thế này Một người đang ngồi kia đúng không? Mà mình thấy người ta toát hết mồ hôi mà ngồi trong bóng tối, tối quá đúng không? mình bảo đó cả hay là một trường hợp đó là mình nhìn thấy ai đó đang mang đồ rất là nặng đúng là mình muốn giúp đỡ người ta muốn bê hộ đúng không thì chúng ta có thể nói là em mang giúp anh nhé thì dùng dạng này nhé hay mochimasu cả đúng không em mang giúp anh nhé masu cả được chưa tùy vào tình huống nhá bạn nhớ cho mình hai câu này hay tiếp theo dạng mắt sợ khi mà chúng ta bỏ mát đi cộng với này à? tai đúng không bỏ mát đi cộng với tai thì có nghĩa là muốn muốn gì đó ví dụ muốn ăn chẳng hạn mát muốn ăn hay e, số liệu thà bê des đúng không chúng ta có thể thêm des sự để thêm phần tính lịch sự vào trong đó số liệu thà bê des tôi muốn ăn cái đó tôi muốn ăn cái đó số liệu thà des đúng không phủ định của tai này là cự nai nhé nó giống như tính từ đôi y ấy. các bạn bỏ y đi đấy nhỉ ta cự nai thà ta cự nai được chưa hãy ví dụ bên kiêu stai bên kiêu stai cự nai mi tai mi ta ta chưa nào đơn giản rồi đúng không chúng ta chuyển sang phần tiếp theo động từ thể này thể này thể này là thể, này là gì đây thể này là phủ định thôi đúng không nào chúng ta học dạng gì nhỉ masen rồi đúng không ikimasen rồi đúng không thì nó là ikanai tabemasen tabenai mimasen minai đấy giờ bên kia simasen bên kia sinai đấy chưa dạng ngắn của nó nhá nai thì có mẫu câu này ikanai đấy cứ đà xài đừng có đi đấy chưa tabenai đấy cứ đà xài đừng có ăn minai đấy cứ đà xài đúng không Hai. Nhưng mà trong văn nói thì chúng ta cũng thể lược bỏ kudasai đi cũng được. Ikanai de, minai de, tabenai de. Được chưa nào? Tiếp theo, bộ tiếp theo này. Nakute mo ii desu. Cắt lời. Nakute mo ii desu. Hai. ii Tức là gì nhỉ? Không đi cũng được. Đúng không? Không đi cũng không sao cả. Đúng không? Nakute ii Trong văn nói thì người ta còn lược bỏ cái chữ mối ấy không? なくていです。なくていです。なくていです。なくていです。なくていです。なくていです。食べなくてもいいです。こなくていです。こなくていです。じゃあ。てよ。なければなりません。いかなければなりません。いかなければなりません。なければなりません。じゃ食べなければなりません。勉強しなければなりません。練習しなければなりません。じゃあ。じゃあ、じゃあ、じゃうじゃいじゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃじゃじゃ Nai tôi này nó bằng với lại là na", Nakere Loại này cũng sử dụng rất là nhiều Được chưa Hay Ika này to nai to Đúng không Tức là gì nhỉ Phải đi Đúng không Gakko e to nai to ikenai". Đấy Thế này có cái này thôi 1, 2, 3, 4, 5 Được chưa nào Đấy Động từ thể tạ Nó là dạng ngắn của Masta đúng không Tabemasta Tabeta không? Đã ăn Ăn cái gì đó Được chưa tabeta koto ga arimasu. Tôi đã từng ăn thịt chó Hoặc là khi mà chúng ta muốn hỏi Chúng ta xem cá đây Đã bao giờ Đã bao giờ Bao giờ Đúng không? Anh đã bao giờ ăn thịt chó chưa đúng không? Inuniko tabeta koto ga arimasu ka? Tabeta koto ga arimasu ka? Anime o mita koto ga arimasu ka? Đã xem anime bao giờ chưa? Hay là đã đi Nhật bao giờ chưa? À, Nihon e ita koto ga arimasu ka? anh đã viết kanji bao giờ chưa đúng không kanji o kaita koto ga arimasu ka tiếp theo này chúng ta chia động từ về thể tạ cộng với là đấy chưa nào owatta owatta là xong rồi cộng với là sau khi làm gì đó đấy chưa Đấy, sau khi làm gì đó Shigoto ga owattara kaerimasu Sau khi xong việc thì tôi về nhà Đấy nhỉ? Hay là sau khi anh ấy đến thì chúng ta cùng đi Đấy chưa Kare ga kitara iso ni ikimashou. Hay là một câu như này sau khi về nhà thì tôi sẽ tắm chẳng hạn đúng nào hay ie ni kaettara shawa o abimasu shawa o abimasu được nào hay và có một mẫu câu nữa đó là mẫu câu ta đi ta đi này được chưa chia về dạng tạ đúng không cộng về đi đúng không nào dạng tạ cộng về ta đi ta đi ta đi làm thế này làm thế kia được chưa ví dụ câu này Nhìn, hay nichiobi nichiobi o to shokuji ở đây động từ của chúng ta là simas đúng không nào? Simas nó là dạng tương lai đúng không? Thì chúng ta có thể dịch là gì nhỉ? Chủ nhật, chủ nhật này là tương lai nhé chủ nhật tuần này chẳng hạn đúng không? Ừ. Chủ nhật tôi thì nhỉ? Tôi chơi bóng đá và đi ăn đúng không? Sục là ăn, ăn uống đúng không? Đi ăn với bạn. Thì thế chưa nào? Hay nếu mà simas tạ thì các bạn tưởng tượng nó là kết thúc đúng không? Hay ok chưa nhỉ? Theo đó là dạng gì đây? Thì T, thì T là nhiều nhất nên là mình để xuống cuối cùng. T là gì đây? Thái BT, Nonde kudasai, vete kudasai đúng không? Tabete kudasai, nonde kudasai Ăn đi, uống đi Đúng không? Anh ăn đi, anh uống đi Được chưa? Kudasai này thì nó lịch sự hơn nhớ chứ Nếu mà chúng ta bỏ SAI đi thì nó không còn tính lịch sự nữa Chỉ là ăn đi, ăn đi, ăn đi đúng không? Ví dụ như là nonde kudasai tức là anh uống đi Được chưa? Hay, tabete SAI anh ăn đi Chỉ nó còn nói là tabete Chỉ là ăn đi, uống đi, nonde Ok chưa? Hay, đấy là dạng T đúng không? Đây đầu tiên cứ ra sai Stay là đang làm gì đó Bên kêu ừ. Cái hành động này có thể diễn ra ngay tại thời điểm tại này Hoặc nó là, là những thói quen Hay là những hành động hiện tại cũng vẫn đang tiếp diễn Ví dụ tôi đang học tiếng Nhật chẳng hạn Nhưng mà Nhi Hồng Gỗ bên stay Bây giờ tôi đang học tiếng Nhật Đúng không? Có thể hiểu anh nghĩa là bây giờ Hoặc là gì nhỉ Tôi vẫn đang học, vẫn còn đang học Được chưa? Tiếp theo Đó là dạng gì nhỉ Liệt kê những hành động để kê những hành động. Khi mà chúng ta muốn nói một câu mà sử dụng nhiều động từ thì chúng ta phải liệt kê ra đúng không? Ví dụ một mẫu ví dụ như thế này. Sáng nay này, tôi dậy, tôi tắm sau đó ăn sáng và đi học, đúng không? Câu này chúng ta hay nói đúng không nào? Asa kite sao o abite, asagohan o tabete gakkou e ikimasu. Thế nào? Hay khi mà chúng ta viết nhật ký một ngày chẳng hạn, chúng ta hay sử dụng cái mẫu như thế này. Nên là các bạn nhớ nhá. Ok, tê 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 tê. Tiếp theo, cả là sau khi làm gì đó, đúng không? Sau khi làm gì đó. Nó giống với lại VTA là đâu. Ok nhỉ? Sau khi làm gì đó. Hay tomodachi to shokuji shite kara eiga o mimasu, đúng không? Sau khi ăn với bạn, đúng không? Sau khi ăn uống với bạn thì tôi xem phim. Xem phim, được chưa? Cái này là sẽ, đây là gì nhỉ? Nó trong tương lai rồi. Hay ví dụ ngày mai, kế hoạch của ngày mai chẳng hạn, đúng không? Tomodachi to shokuji shite kara Sau khi xem trong video này thì em sẽ eh, đi chơi đi chẳng hạn, đúng không? Kono douga o mite kara asobi ni ikimasu. Ok, còn một phần nhỏ 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 nữa thôi. Các bạn để ý, à, nghi vấn từ, đúng không? Nghi vấn từ của chúng ta sẽ có những nghi vấn từ như thế này. Ngoài những nghi vấn từ trong phần danh từ mình đã giới thiệu rồi, còn một vài nghi vấn từ nữa đó là

Naze Nihongo Benkyo no Được chưa? Do desu ka Thế nào anh thấy thế nào? Do omoimasu ka Do desu ka Anh thấy thế nào? Được chưa nào? Dễ rồi đúng không nào? Hai Itsu Naze Và Do Các bạn nhớ cho mình nhá Do Hai hey. Vậy là Chúng ta đã học xong N5 rồi đấy Hy vọng video clip này sẽ giúp các bạn tổng hợp lại được kiến thức N5 và các bạn không còn phải chăn trở nhiều về cái vấn đề này nữa đúng không N5 thực sự rất là dễ, rất là đơn giản Dễ như ăn kẹo Đúng nào? ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video tổng hợp đầu 4 nha Bye bye